Tin giáo xứ Lái Thiêu. Giáo xứ Lái Thiêu kiệu Đức Mẹ nhân dịp mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Vào lúc 5 giờ 15 sáng ngày 19 tháng 8 năm 2018, bà con giáo dân giáo xứ Lái Thiêu kiệu Đức Mẹ mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đây cũng là dịp mừng bổn mạng cho toàn thể chị em, nhất là những ai mang tên Thánh Maria. Đoàn Đức Kiệu gồm các em thiếu nhi, các đoàn thể, quý tu sĩ, hội đồng mục vụ và cha sở Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh. Tất cả mọi người cùng hiệp nguyện trong bầu không khí sốt mến. Đến 5 giờ 45, Thánh lễ Chúa Nhật tuần 20 thường niên được cử hành trong tiếng hát trầm hòa của ca đoàn giáo xứ Lái Thiêu. Trong bài giảng lễ, qua nội dung của đoạn tin mừng theo Thánh Gioan, thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống đời đời. Cha sở đã giúp cho mọi người hiểu thêm rằng người công giáo mang trong mình một đức tin, một tình yêu cứu rỗi nơi Thiên Chúa. Nhưng con người vốn yếu đuối đã bao phen vấp phạm trên đường đời, cần một lương thực mang sức sống mới, được đổi mới trong Đức Kitô. Tấm bánh nhỏ bé đó gánh được bao việc mà con người không quản vác nổi. Cảm xúc được ơn Thánh Chúa đụng chạm vào vết thương và được người chữa lành trào dâng niềm cậy mến. Hãy sẵn sàng lãnh nhận mình máu Thánh Chúa. Với tâm hồn trong sạch, các tín hữu sẽ được yêu thương, nâng đỡ. Những nỗi lo toan của con người được chia sẻ, được sống trong niềm vui, trong niềm hạnh phúc mới. Thánh lễ là những giây phút đầu tiên trong một ngày, mọi người được gặp Chúa, cùng đến với chủ chiên trong một đoàn chiên, được nghe những bài thánh ca làm thay đổi lòng người.